Hi, xin chào các bạn. Video này mình xin chia sẻ với các bạn cách làm màu dầu điều để ớt với các loại thịt, món nướng hoặc là cá kho hoặc là cơm chiên. Thì mình sẽ cho màu dầu điều này vào thì món ăn của mình sẽ lên màu đẹp và hấp dẫn nha. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn là hai bịch dầu điều. Mình mua ngoài tập quá lớn có bán cái loại này rất là nhiều. Cái này là hạt điều nha các bạn, nó tròn tròn, nó có màu như thế này nè. Thì một bịch chỉ là 5.000 thôi. Còn đây là tép tỏi. Với lại mình chuẩn bị dầu ăn nha. Như vậy là xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ dùng cái rây nha các bạn. Mình sẽ cho cái hạt dầu điều vào trong cái rây này nè. Rồi mình sàng nó nha. Mình sàng cho nó ra hết cái phần cát với lại mấy cái bụi bẩn phía bên trong á, cho cái dầu ăn của mình nó sạch nha. Mình nhớ được là như vậy nè. Cái này là bụi bẩn không cát. Mình sẽ cho dầu ăn vào trong cái chảo, rồi đợi dầu ăn hơi nóng nóng, các bạn sẽ cho cái phần hạt điều này vào nha. Khi mà cho hạt điều vào là nó sẽ chuyển sang cái màu cam như nè các bạn, từ từ nó sẽ chuyển sang màu đỏ nha. Các bạn nhớ là mình sẽ để lửa nhỏ nhỏ thôi nha, để cho nó cái nước màu đỏ nó ra từ từ. Nếu mà để lửa lớn quá thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ rất là nhanh và nó sẽ bị khét liền nha. Để lửa nhỏ nhỏ nó sẽ từ từ nó ra cái nước bên trong màu đỏ, nó ra màu của nó. Khi mà hạt điều này nó nổi lúp bốp á các bạn, và nó hơi nổi lên bên trên cái phần dầu ăn như thế này là mình sẽ tắt bếp liền nha, mình không có nấu nữa. Khi mà mình làm nữa thì nó sẽ chuyển sang cái màu giống như màu dầu ăn vậy đó các bạn, là lúc đó nó sẽ bị mất màu dầu điều nha. Như vậy là mình tắt bếp liền là được rồi nha. Sau khi tắt bếp xong thì mình sẽ cho tép tỏi vào đây nha, để cho cái dầu điều này nó thơm. Với lại các bạn nhớ là mình phải tắt bếp trước nha, đừng có làm hoài nó sẽ chuyển sang cái màu vàng là mất màu dầu điều luôn á. Mình tắt bếp xong rồi cái mình nhấc xuống, mình để nguội. Sau đó mình sẽ dùng cái rây á, rồi mình lược lại, mình bỏ cái xác này, mình lấy cái nước của cái màu dầu điều để mình ướp thịt cá cũng thôi là đồ nướng nha, nó lên màu rất là đẹp. Giờ mình sẽ nhấc xuống. Đây là màu dầu điều nè các bạn. Cái này là mình đã để trong cái hũ nè, nó nguội xong mình để trong cái hũ á, rồi mình để dành xài từ từ nha. Làm món ăn gì thì mình cho chút xíu vô, nó sẽ lên màu rất là đẹp. Thì rất là đơn giản và dễ làm. Các bạn mua dầu điều về rồi mình tự làm nha. Cảm ơn các bạn.